cứ 6 cặp vợ chồng mới cưới ở Mỹ là có một cặp khác chủng tộc. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm, thì ngày càng có nhiều người sống ở Mỹ lập gia đình với người ngoài chủng tộc hay màu da với mình, lên tới mức 1 phần 6 trong những cặp mới cưới vào năm 2016 là mức cao nhất trong lịch sử Mỹ theo kết quả cuộc nghiên cứu của cơ quan Pew Research Center dựa trên các dữ kiện của cơ quan thống kê dân số Mỹ, thì hiện nay có 11 triệu người Mỹ, tức một trong 10 người đang lập gia đình, có người phối ngẫu không cùng màu da hay chủng tộc với mình. Đây là sự khác biệt lớn lao so với 50 năm trước đây, thời gian mà tối cao pháp viện Mỹ ra phán quyết rằng hôn nhân giữa hai người có màu da khác nhau là hợp pháp trên khắp nước Mỹ. Trong năm đó, chỉ có 3% những cặp mới lấy nhau là có màu da hay chủng tộc khác nhau. Năm 2015 thì con số này là 17%, bằng với năm trước đó. Người gốc Ái Châu thường có khuynh hướng lập gia đình với người ngoài chủng tộc và màu da hơn cả. Trong năm 2015 thì con số này là 29% người gốc Ái Châu mới lập gia đình với người phối ngẫu không cùng màu da hay chủng tộc. Tiếp theo đó là người Hispanic ở mức 27%, rồi đến người da đen là 18% và người da trắng là 11%. Trong các con số này, người ta cũng thấy có sự khác biệt giữa nữ và nam. Nữ giới gốc Á Châu và Hispanic thường có khuynh hướng lập gia đình với người ngoài chủng tộc hay khác màu da, với con số là 36% và 28%. Trong khi đó, thì ở phía nam giới, 26% đàn ông da đen và 24% Hispanic có mức lập gia đình với người không cùng màu da hay chủng tộc. Phụ nữ da trắng và da đen thì ít muốn lập gia đình với người khác màu da và chủng tộc hơn cả, chỉ với 10% về phía nữ giới da trắng và 12% nữ da đen. Chỉ có 12% đàn ông da trắng lập gia đình với người ngoài chủng tộc hay khác màu da với mình.